Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Các triều đại Trung Quốc trong quá khứ luôn là một thế lực đáng gờm trong khu vực. Với tiềm lực về kinh tế, lãnh thổ, dân số và quân đội, họ luôn bành trướng thế lực cũng như gây chiến với các quốc gia trong khu vực. Bên cạnh những chiến thắng và những vùng đất rộng lớn chiếm đóng được, thì cũng không ít lần họ phải nếm trải những thất bại cay đắng. Ngoài Việt Nam, một nơi đã có truyền thống đánh bại các thế lực xâm lấn Trung Quốc ra, thì Triều Tiên cũng là một trong số ít các quốc gia giữ vững được nền độc lập trước các triều đại Trung Quốc. Một trong những trận đánh kinh điển liên quan tới vận mệnh quốc gia đó chính là chiến thắng trên sông Tát Thủy, đẩy lui 1 triệu quân Tùy. Tổ tiên của vương quốc Kakoli, Gojumong có nằm mơ cũng không thể nghĩ rằng đội quân nhỏ bé của con cháu mình lại có thể đánh bại một trong những đội quân đông đảo và hùng mạnh nhất thời bấy giờ, tạo ra một chiến thắng ghi danh sử sách. Vậy, các bạn có thắc mắc rằng 10.000 quân Kakoli đã làm như thế nào để đánh bại hơn 1 triệu quân Tùy không? Hãy cùng Battle Cry tìm hiểu ngay nhé! Cuộc chiến không cân sức. Năm 37 trước Công nguyên, Cao Chu Mông, tức Gojumong, thành lập nước Kakoli, đánh dấu sự xuất hiện của một vương triều kéo dài nhất lịch sử Triều Tiên và là một trong những vương triều kéo dài nhất lịch sử thế giới. Cả cuộc đời của vị hoàng đế huyền thoại chỉ theo đuổi một tôn chỉ duy nhất là chống lại sự thôn tính của các triều đại Trung Hoa nhằm xây dựng một đất nước giàu mạnh. Nối gót Jumong, các vị vua kế nhiệm của Kakoli cũng lấy dân làm gốc, xây dựng một quốc gia thái bình thịnh trị. Tuy nhiên, trong suốt hàng trăm năm sau đó, các triều đại của Trung Quốc thì vẫn duy trì các chính sách ngoại giao áp bức với vương triều Kakoli và tự coi mình là thiên triều, đồng thời bắt họ phục tùng, cống nạp. Nhằm giữ vững sự thái bình của quốc gia và an nguy của bá tánh, các vị vua của Kakoli vẫn nhẫn nhịn suốt hàng trăm năm. Thế nhưng, tất cả đã thay đổi khi Anh Dương Vương lên ngôi vào năm 590, mang cho mình trái tim của một chiến binh, dòng máu của dân tộc đã hòa cùng với tinh thần tự tôn. Vị vua của Kakoli quyết không để người Hán làm gì thì làm. Mọi yêu sách của nhà Tùy đều bị bác bỏ. Anh Dương Vương tuyên bố rằng Kakoli là một quốc gia độc lập và không phải quy thuận bất cứ một dân tộc nào hết, đặc biệt là người Hán, đồng thời yêu cầu phải được thiết lập một mối quan hệ bình đẳng với nhà Tùy. Ở Trung Nguyên, Tùy Văn Đế Dương Kiên sau khi lên ngôi đã thống nhất thiên hạ, chấm dứt cục diện phân tranh của Ngụy Tấn, Nam Bắc Triều. Dưới đôi bàn tay tài hoa của ông, triều đình thối nát đã dần phục sinh. Chứng kiến sự bất tuân mệnh lệnh của bọn ngoại bang thấp kém, vị hoàng đế nhà Tùy vô cùng tức giận, dù rất muốn xuất quân thả phạt Anh Dương Vương và Kakoli lập tức, nhưng chính sự rối ren trong nước đã không cho phép Tùy Văn Đế thực hiện ý đồ của mình. Mãi tận 6 năm sau khi đã bình định toàn bộ đại cuộc trong nước, vị hoàng đế nước Tùy mới có thể trừng phạt những kẻ bất tuân mệnh lệnh. Năm 596, nhà Tùy phát hiện có sứ giả của Kakoli ở trong lều du mục của Hãn Quốc Đông Thổ. Tùy Văn Đế liền gửi thư yêu cầu Kakoli phải hủy mọi liên minh với các dân tộc quốc và công nhận rằng Tùy là nước bá chủ. Tuy nhiên, đáp lại mệnh lệnh của thiên triều chỉ là cái lắc đầu của Anh Dương Vương. Thậm chí, Kakoli còn đem quân quấy phá biên cương nhà Tùy ở Liêu Đông. Trước hành động khiêu khích của Kakoli, Tùy Văn Đế quyết định ngự giá thân chinh cùng với 30 vạn đại quân nhằm nán gần Anh Dương Vương theo hai đường thủy và bộ. Không biết có phải hành động này đã khinh động tới các vị thần của Triều Tiên hay không, nhưng giữa lúc đại quân nhà Tùy đang hùng hổ vượt biển, sẵn sàng uy hiếp kinh đô Bình Nhưỡng, thì một cơn bão đã nhấn chìm tất cả. Quân Tùy không đánh mà tan, hàng nghìn binh lính chết đuối. Tùy Văn Đế buộc lòng phải rút quân trong cay đắng. Thất bại này đã khiến cho Tùy Văn Đế lâm trọng bệnh và qua đời chỉ vài năm sau đó. Con trai ông Tùy Dạng Đế lên ngôi và cuộc chiến giữa nhà Tùy và Kakoli giờ đây mới chính thức bắt đầu. Cuộc tấn công của thiên triều. Tùy Dạng Đế lên ngôi, ông vua này cũng không phải là một người hiền lành gì, thậm chí còn được đánh giá là tàn bạo gấp trăm ngàn lần so với vua cha. Và dĩ nhiên, bất cứ kẻ nào dám khinh mệnh thiên triều đều sẽ nhận lấy sự trừng phạt. Lấy cớ Anh Dương Vương bất tuân mệnh lệnh khi không đích thân sang cống nạp, Tùy Dạng Đế điên cuồng điều động 30 đạo quân, tương đương với 1,1 triệu quân, cùng với 2 triệu dân phu cho tham vọng nghiền nát Kakoli. 1,1 triệu quân là một con số kinh hoàng ngay ở thời điểm hiện tại, chứ đừng nói tới hàng ngàn năm trước. Đạo quân này đông đảo tới nỗi khi đạo quân tiên phong đã xuất quân được mấy mươi ngày, thế nhưng đạo quân cuối cùng thì vẫn chưa thể ra khỏi kinh sư. Cơn cuồng phong của nhà Tùy bắt đầu thổi những luồng gió lạnh đầu tiên về kinh đô Bình Nhưỡng. Đạo quân Tùy khổng lồ nhanh chóng tiến về phía Liêu Đông,
trực tiếp uy hiếp Liêu Thủy và biên giới Cao Câu Ly. Quân Tùy chia làm 9 đạo tiên phong, thủy bộ cùng tiến lên với mục đích xé nhỏ quân địch. Lục quân dưới quyền của Vũ Văn Thuật, thủy quân dưới quyền của Lai Hộ Nhi. Tùy Dạng Đế vô cùng tự tin về một chiến thắng dễ dàng. Ngay khi vượt Liêu Thủy, một đạo quân lớn của quân Tùy lập tức tổ chức tiến công quân Cao Ly. Trái với sự kỳ vọng về một mở đầu thuận lợi, trước sự kháng cự kiên cường của Cao Ly, quân Tùy thảm bại vô số, nhiều tướng lĩnh tử trận, quân Tùy tan nát ngay trong trận mở màn. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, trong một chiến dịch lớn ở Đông Ngạn, quân Tùy với ưu thế áp đảo về quân số và vũ khí đã khoan thủng một lỗ lớn trên phòng tuyến của Cao Ly. Phòng tuyến Liêu Đông của quân Cao Ly trực tiếp bị uy hiếp. Trong thành Liêu Đông, quân Cao Ly bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn sau nhiều ngày bị quân Tùy quấy nhiễu và công thành. Nếu như quyết tâm mở một cuộc tấn công lớn, Liêu Đông chắc chắn sẽ thất thủ. Giữa lúc chiến sự đang vô cùng thuận lợi cho mình, thì một mệnh lệnh của Tùy Dạng Đế được truyền xuống. Các tướng lĩnh đều nghĩ rằng đây sẽ là một lệnh phát động tiến công để khoan thủng phòng tuyến của Cao Ly. Nhưng tất cả đã phải bật ngửa khi nhận ra rằng mệnh lệnh được truyền xuống yêu cầu không ai được phép tấn công và phải được vua đồng ý thì mới được tiến hành. Dụng binh cốt ở thần tốc, khi thiên thời đã qua thì rất khó để lấy lại được. Dưới sức ép của tướng sĩ, Tùy Dạng Đế buộc lòng phải xuất quân, nhưng Cao Ly thì đã kịp thời nắm lấy thời cơ ngàn vàng để tổ chức lại phòng tuyến của mình. Lúc này, quân Tùy chia làm hai cánh thủy bộ thực hiện tiến quân theo kế hoạch. Cánh quân thủy theo hướng đông nam tiến tới thủ đô Bình Nhưỡng, cánh quân bộ đánh phá phía tây nam rồi theo hướng này tiến đến Bình Nhưỡng. Hai cánh quân thủy bộ sẽ hội quân ở ngoại thành Bình Nhưỡng rồi cùng tiến đánh kinh thành. Thủy quân tiến đánh tan một loạt các tuyến phòng thủ trên đường thủy rồi tiến tới cách kinh đô Bình Nhưỡng chỉ khoảng 10 dặm. Trong khi bộ binh thì tiếp tục ở lại tấn công thành Liêu Đông. Sau khi thành Liêu Đông biến thành một đống đổ nát, mặc cho quân Cao Ly vẫn điên cuồng chống trả, hai mũi nhọn quân Tùy vẫn có thể đục thẳng tất cả mọi phòng tuyến còn lại trên đất Triều Tiên, băng băng tiến về kinh đô Bình Nhưỡng. Với ưu thế tuyệt đối, chỉ vài ngày ngắn ngủi, kinh đô Bình Nhưỡng đã lọt giữa vòng vây. Triều đình Cao Ly giờ đây như cá nằm trên thớt. Chỉ cần hai cánh quân Tùy hợp nhất, Bình Nhưỡng sẽ biến thành bình địa chết. Đại chiến Tát Thủy Giang. Đến tháng 10 năm 612, trong khi thủy quân nhà Tùy vẫn đang bao vây kinh đô Bình Nhưỡng, thì cánh quân bộ của nhà Tùy mới tới bờ sông Tát Thủy, ngày nay là sông Thanh Xuyên ở khu vực Chagang, Triều Tiên, chuẩn bị hội quân với thủy quân. Nếu để hai cánh quân này tập hợp thì sẽ là một thảm họa với triều đình Cao Ly. Hiểu được rằng đây sẽ là cơ hội cuối cùng của mình, anh Dương Vương cùng quần thần đã chọn ra một vị tướng dày dặn kinh nghiệm trận mạc để bảo vệ sự tồn vong của quốc gia, và người được chọn là Ất Chi Văn Đức. Biết được sự chậm chạp do quân số quá đông chính là điểm yếu chí tử của quân Tùy, chỉ huy quân Cao Ly đã cho đắp một con đập ở thượng nguồn để phục kích quân Tùy ở sông Tát Thủy. Sau đó, một đạo quân nhỏ được sử dụng để dụ quân địch. Quân Tùy coi trời bằng vùng, điên cuồng truy kích quân Cao Ly mà không biết đã rơi vào trận địa được giăng sẵn. 35 vạn quân Tùy tiến sát tới bờ sông Tát Thủy, trong khi quân Cao Ly đã rút chạy qua bên kia sông. Do con đập đã chặn dòng nước từ thượng nguồn, thế nên lòng sông Tát Thủy trở nên rất nông. Quân Tùy thấy vậy thì ngỡ rằng thần linh cũng đang giúp mình trừng phạt bọn ngoại bang. Lập tức, 35 vạn quân được lệnh vượt sông truy kích quân Cao Ly. Thấy quân Tùy ồ ạt lao xuống sông Tát Thủy lạnh lẽo, Ất Chi Văn Đức chỉ cười lớn, đồng thời ra lệnh cho quân lính phá đập nước ở thượng nguồn. Cơn đại hồng thủy được quân Cao Ly tạo ra nhanh chóng lao về phía quân Tùy. Nước từ thượng nguồn cuồn cuộn tràn xuống như thác đổ. Quân Tùy bất ngờ không kịp trở tay. Đại quân nhà Tùy bị nước sông Tát Thủy cuốn trôi. Hàng ngàn binh lính nước Tùy đã vĩnh viễn nằm lại giữa dòng nước lạnh lẽo. Quân Tùy bị cuốn trôi quá nửa. Chỉ huy quân Tùy cũng nhanh chóng chạy trốn. Phục binh của Cao Ly từ hai bên bờ trả ra điên cuồng tàn sát. Máu đã nhuộm đỏ dòng sông Tát Thủy, tanh trôi tới ngàn dặm. Tiếng nước chảy ra cùng tiếng thét của quân Tùy âm vang cả một vùng trời. Quân Tùy đại bại, 35 vạn quân vượt sông, chỉ còn 2.700 quân trở về. Quân Cao Ly chiến thắng không tốn chút sức lực. Thất bại trên sông Tát Thủy khiến các cánh quân Tùy không thể phù hợp liên kết được với nhau nên phải rút quân. Ngay cả cánh quân Thủy đã tiến sát tới Bình Nhưỡng cũng lo ngại quân chủ lực của Cao Ly kéo tới nên đã rút lui. Quân Tùy rút quân trong cay đắng. Tô cao thuế nặng được thu nhiều năm trước đó để phục vụ cuộc chiến đã theo dòng Tát Thủy trôi ra biển, nên móng của nhà Tùy bị lung lay tới tận gốc rễ. Bao nhiêu nỗ lực gây dựng của Tùy Văn Đế đã bị con trai Tùy Dạng Đế phá hoại chỉ trong một sớm một chiều.
Trái ngược với sự suy yếu của nhà Tùy, triều đình Cao Câu Ly sau chiến thắng kinh thiên động địa này tiếp tục vững mạnh. Nước dâng thuyền, nước cũng có thể lật thuyền. Quả đúng là lấy dân làm gốc sẽ đổi lại thái bình thiên thu. Truyền kỳ về chiến thắng trên sông Tát Thủy sẽ mãi đi vào lịch sử với tư cách là một trong những trận đánh thay đổi lịch sử Trung Hoa và Triều Tiên. Vậy các bạn có suy nghĩ gì về trận chiến kinh thiên động địa này? Quân Cao Câu Ly thực sự giỏi hay chỉ may mắn chiến thắng nhờ sự khinh địch của quân Tùy? Hãy để lại ý kiến để cùng Battlecry bàn luận nhé! Cảm nghĩ của bạn sau khi xem xong video này là gì? Hãy để lại comment ở phần bình luận bên dưới nhé! Hãy subscribe để theo dõi các video khác trên kênh mình nhé! Tương tác thêm với chúng mình trên Facebook tại fanpage Battlecry khám phá thế giới nhé! Link của page mình có để ở phần mô tả và top comment bên dưới nhé! Ngoài ra, nếu bạn thích thú với những câu chuyện về thế giới kinh doanh, hãy ghé Battlecry thương trường ký truyện, nơi có những câu chuyện về thế giới kinh doanh cực kỳ thú vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!